Chào mừng kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hôm qua, Hội Phụ nữ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội thi nấu ăn, bữa cơm gia đình đông đầy hạnh phúc. Đến dự có Đại tá Trần Minh Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia hội thi có 6 đội là tổ phụ nữ khối cơ quan Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Vĩnh Long, Bệnh viện Quân dân y và Hội Phụ nữ Lữ đoàn 25 Công binh. Nội dung thi gồm có 2 phần: phần thuyết trình, phần chế biến trưng bày món ăn. Theo đánh giá của ban giám khảo, các mâm cơm dự thi đều đảm bảo yêu cầu về dinh dưỡng, trình bày đẹp mắt và đúng chủ đề dự thi. Hội thi nhằm tạo sân chơi bổ ích, không khí giao lưu phấn khởi, thân thiện giữa cán bộ, hội viên phụ nữ các cơ quan đơn vị trong lực lượng vũ trang nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng thời phát huy hình ảnh cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, phẩm chất tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang của phụ nữ lực lượng vũ trang tỉnh thời kỳ mới.